Chào các em, chúng ta sẽ tiếp tục bài hôm trước ha. Phần nguyên hàm. Hôm trước chúng ta giải tới câu 19 rồi đúng không? Rồi, câu số 19 thì chúng ta sẽ có được là người ta cho mình một cái hàm số là f nhỏ x và người ta kêu mình đi tìm cái hàm số f lớn x này là nguyên hàm của f nhỏ x. Như vậy và lúc này là người ta kêu mình tìm một nguyên hàm, tức là tìm chính xác luôn ha, tìm chính xác cái nguyên hàm đó luôn, tức là tìm ra được cái hằng số c. Rồi, ở đây thì đầu tiên các em sẽ thấy chúng ta vẫn phải đi lấy nguyên hàm của hàm số này đúng chưa, để ra được, và lúc đó ra được cái hàm f lớn x này, và lúc đó vẫn còn cái hằng số c. Chúng ta sẽ sử dụng cái điều kiện này thế vào để chúng ta sẽ tìm ra được là c. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng làm nha. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có cái hàm f lớn x của chúng ta sẽ bằng là nguyên hàm của là f nhỏ x, thấy không? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có được là f nhỏ x của chúng ta thì chúng ta sẽ bằng đó là e mũ x cộng cho là 2x. Như vậy chúng ta sẽ thế vào đây, được chưa nào? Rồi, nguyên hàm của e mũ x thì sẽ bằng là e mũ x, và nguyên hàm của là 2x thì thành là 2x bình chia cho là 2. 2 với 2 chúng ta sẽ đơn giản, như vậy chúng ta sẽ còn được là x bình, rồi cộng với c. Như vậy công việc của chúng ta lúc này chỉ còn là làm sao để tìm được cái c này nữa là xong. Rồi, chúng ta sẽ sử dụng cái điều kiện người ta cho nè, f của 0 sẽ bằng là 3/2. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thế vào, f của 0 thì bằng là 3/2, như vậy là chỗ nào x thì sẽ thế bằng 3/2, thế bằng 0 vào. Rồi, ta thế vào e mũ 0 cộng cho chỗ này là 0 bình phương là 0 cộng cho c và bằng với là 3/2. Ở đây e mũ 0 thì bằng 1 thì chuyển qua phía bên đây thành là 3/2 trừ cho 1, như vậy ra được 1/2. Như vậy thì sẽ có được là c sẽ bằng 1/2. Rồi, khi đó chúng ta đã xong rồi ha. Lấy c bằng 1/2 này, chúng ta thế lên đây nữa là chúng ta sẽ ra được cái hàm f, cái nguyên hàm fx mà người ta sẽ kêu mình tìm, đó là e mũ x cộng cho là x bình cộng cho 1/2, và lúc đó chúng ta sẽ chọn được cái đáp án là đáp án D, đúng không? E mũ x cộng cho x bình và cộng cho 1/2. Rồi, thì đó chúng ta sẽ giải quyết xong bài số 19. Rồi, tiếp tục bài số 20. Bài số 20 thì người ta sẽ cho mình đó là, bài này thì hơi khó hơn những cái bài nãy giờ chúng ta giải ha. Ở đây chúng ta sẽ có được là người ta cho mình cái hàm f lớn x này là một nguyên hàm của hàm này. Như vậy mấy đứa sẽ nhớ là hàm này là nguyên hàm của hàm này. Như vậy chúng ta lấy đạo hàm của hàm này, nó sẽ ra được này, thấy chưa nào? Như vậy thì lúc đó chúng ta sẽ có, người ta kêu mình tìm nguyên hàm của hàm số là f phẩy của e mũ là 2x. Như vậy chúng ta đã có trong tay cái gì rồi nè? Chúng ta đã có trong tay là e f của là fx là bằng f lớn x là sẽ bằng x bình. Như vậy lấy đạo hàm nó ra là 2x. Như vậy 2x chính là bằng cái hàm này. Hàm này chính là bằng là 2x của chúng ta. Phải như nào? Rồi, lúc này chúng ta sẽ đi tìm cái nguyên hàm này. Muốn tìm nguyên hàm này thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp là nguyên hàm từng phần, đúng không? Đặt u dv. Lúc này chúng ta sẽ đặt u bằng cái gì và dv bằng cái gì? Nếu mà chúng ta đặt u bằng là f phẩy x á, thì lúc đó chúng ta phải đi lấy là vi phân, tức là lấy đạo hàm, tức là chúng ta sẽ có được là du sẽ bằng là f 2 phẩy của x dx. Và ở đây chúng ta không có đụng gì tới là f 2 phẩy hết, do đó là chúng ta sẽ bắt buộc phải đặt là u sẽ bằng là e mũ 2x và dv sẽ bằng là f phẩy x dx. Rồi, ta cùng đi làm. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ cần đi tính cái nguyên hàm này, thì chúng ta sẽ đặt u sẽ bằng là e mũ 2x. Rồi, dv sẽ bằng là f phẩy x dx. Rồi, ở trên chúng ta sẽ lấy vi phân, đúng không? Lấy đạo hàm ạ. Rồi, chúng ta thêm d vào nó. Rồi, này chúng ta sẽ có được là du e mũ 2x, thì đây là e mũ u, chúng ta sẽ bằng là 2 e mũ 2x dx. Được chưa nào? Rồi, dv sẽ bằng là f phẩy x dx. Như vậy thì chúng ta sẽ lấy nguyên hàm, nguyên hàm của dv sẽ bằng là v và nguyên hàm của f phẩy sẽ bằng là f. Rồi, ta ghép vào công thức, đó là nguyên hàm của là udv sẽ bằng là uv trừ cho nguyên hàm của vdu. Rồi, uv, u ở đây, v ở đây, như nào? Như vậy là uv chúng ta sẽ có được đó là fx nhân cho e mũ 2x trừ cho nguyên hàm của vdu, v lần này là fx, du lần này là 2 lần. Như vậy 2 thì sẽ đây 2 e mũ là 2x dx. Rồi, đến đây chúng ta sẽ thấy
ở đây f x e mũ 2 x thì chúng ta đã có rồi, nãy chúng ta đã nói rồi, tức là ta sẽ có f x e mũ 2 x thì bằng là 2 x, do đó chỗ này thì sẽ thấy bằng là 2 x vào trừ số 2 giữ nguyên. Rồi ở đây chúng ta sẽ có được số 2 thầy đem ra ngoài ha, chúng ta còn lại được là nguyên hàm của f x e mũ 2 x dx mà người ta đã cho mình rồi. Nguyên hàm của là f x e mũ 2 x nó chính là bằng gì đây, chính bằng là x bình, đúng như nào. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ ra được là x bình số 2 này chúng ta giữ nguyên, rồi cộng cho c. Như vậy thì lúc đó chúng ta sẽ sắp xếp lại chút xíu thôi, tức là sắp cái mũ cao nhất ở phía trước này do đáp án thôi nhé mấy đứa. Rồi chúng ta sẽ có được là trừ 2x bình cộng cho 2x cộng c. Rồi chúng ta sẽ coi lại đáp án và chúng ta sẽ chọn được đáp án, đó là đáp án D chúng ta như nào. Rồi câu 21 thì hoàn toàn tương tự, nó sẽ giống hệt vậy thôi, nó chỉ khác, nó chỉ đổi cái hàm là x bình ở đây thành cái hàm này thôi. Như vậy cách làm nó hoàn toàn tương tự, các em sẽ tự làm nha. Và thầy sẽ là hỏi lại kêu các em làm câu đó đó. Những câu nào thầy sẽ không có giảng, không có làm thì các em sẽ làm để thầy kiểm tra lại các em có xem video hay là không, và các em sẽ là có học, có tự học lại ở nhà hay là không ha. Rồi, câu số 22 thì chúng ta sẽ cùng giải tiếp câu số 22. Câu 22 thì cái cách làm thì nó hoàn toàn giống với câu 20 và câu 21. Tuy nhiên là nó sẽ có một cái hơi lạ hơn chút xíu siêu thôi. Rồi, câu 22. Rồi, cách làm cũng tương tự, chúng ta sẽ bắt đầu làm luôn và coi coi nó sẽ khác nhau ở chỗ nào. Rồi, chúng ta sẽ có được đó là chúng ta đặt cũng đặt U thôi, đặt UDV nguyên hàm thực vật. Đặt U bằng log nepe của x. Thế nào? Đặt U bằng log nepe của x. DV sẽ bằng là f phẩy x. Đạo hàm của log nepe thì bằng là 1 chia cho x dx. Này chúng ta sẽ lấy nguyên hàm. Nguyên hàm của DV sẽ bằng là fx. Rồi, gáp vào công thức. Đó là UV này này trừ cho nguyên hàm của là VDU. Rồi, ta sẽ ra được này. Tiếp theo, chúng ta sẽ có được đó là cái này thì sẽ giữ nguyên, tại vì chúng ta chưa biết nó là cái gì để chúng ta thế hết. Đúng không nào? Rồi, ở đây là nguyên hàm của là FX chia cho là XDX thì người ta đã cho mình rồi. Câu số 22. Rồi, nguyên hàm của là FX chia cho X nó là 1 chia cho là 2X bình. Rồi, chúng ta sẽ thế ngay chỗ đó. Rồi, trừ giữ nguyên này bằng là 1 chia cho 2X bình và cộng cho C. Như vậy công việc của chúng ta là để tìm được cái f lớn x đó, thì chúng ta sẽ phải đi tính được cái nguyên hàm này á, thì chúng ta phải đi tính được cái là fx nhân cho log nepe của x. Log nepe của x là có rồi, là xong rồi, chúng ta chỉ còn lại đi tính fx nữa thôi. Như vậy thì chúng ta sẽ trở lại, đó là chúng ta có được là fx chia cho là x, lấy nguyên hàm sẽ ra được này. Như vậy lấy đạo hàm của này nó sẽ ra được nguyên hàm này, đúng không nào, giống với câu ở phía trên. Rồi, giờ chúng ta sẽ có rồi f phẩy lấy đạo hàm của f lớn sẽ ra được là f x chia cho x. Rồi, ở đây chúng ta sẽ lấy đạo hàm của 1 chia cho là 2x bình, thì x 1 phần 2 giữ nguyên nè, x bình đưa lên thành là x mũ trừ 2 ha, x mũ trừ 2, x mũ trừ 2 lấy đạo hàm thành là trừ 2 x mũ trừ 3, thấy chưa, bên đây chúng ta giữ nguyên. Rồi, như vậy thì lúc này chúng ta sẽ có được là trừ 2 chúng ta đem ra phía trước này. Như vậy thì 2 với 2 đơn giản, còn lại là trừ 1 thôi. Ở đây là x mũ trừ 3, x mũ trừ 3 thì đẩy nó xuống dưới thành là 1 chia cho là x mũ 3. Rồi đến đây thì sẽ có được thằng này. Như vậy chúng ta cần đi tìm fx thôi. Như vậy cái x này thì sẽ quăng nó lên trên. Rồi lúc này chúng ta sẽ quăng lên đây, chúng ta sẽ có được x với x đơn giản, còn lại là trừ 1 chia cho là x bình sẽ bằng là fx. Rồi, chúng ta đã có fx rồi thì chúng ta sẽ lấy fx này, chúng ta sẽ thế ngược lên cái chỗ này ha, thế ngược lên đây thì lúc đó chúng ta sẽ là có được cái hàm cái y, cái nguyên hàm y của chúng ta. Rồi, sẽ thấy là rồi,
này chúng ta sẽ ép x thế bằng là trừ 1 chia x bình nhân với log nêm p của x, rồi trừ cho là 1 chia cho x bình cộng cho c. Rồi cho giống như đáp án thì chúng ta sẽ đặt cái dấu trừ ra ngoài làm thừa, thì lúc này chúng ta sẽ bên trong còn lại là cộng. Đấy, lúc đó chúng ta sẽ chọn được đáp án E. Câu 23. Câu 23 thì nó sẽ hoàn toàn tương tự với là câu 22. Nhờ đó câu 23 các em sẽ tiếp tục tự giải ha. Nữa đây sẽ hỏi nha. Rồi câu 24. 24 là một câu cũng tương đối khó ha. Trước giờ thì chúng ta sẽ là đi tìm cái là nguyên hàm, thì lúc đó là chúng ta sẽ đi tìm trên tập xác định của nó. Và tập xác định của nó đa số là R, hoặc là chúng ta sẽ đi tìm trên tập xác định của nó là nó chỉ có một cái hàm thôi. Còn ở đây người ta cho là hàm số này sẽ là xác định ở trên là R hiệu đi 1/2. Như vậy là nó bị gián đoạn ngay chân tại 1/2 rồi. Như vậy chúng ta sẽ có được là cái nguyên hàm trên cái khoảng từ trừ vô cùng cho đến là 1/2. Rồi nguyên hàm của là cái hàm này ở trên cái khoảng là từ 1/2 cho đến là cộng vô cùng. Ở đây là người ta sẽ cho là hai cái hàm này nó sẽ khác nhau, và cái hệ số cái hằng số c của chúng ta cũng khác nhau luôn. Rồi, ta cùng giải nha. Như vậy chúng ta cũng chỉ việc đi lấy cái nguyên hàm này thôi mấy nó. Lấy nguyên hàm này, sau đó chúng ta sẽ dựa vào cái f0 bằng 1 này chúng ta tìm ra được cái c, f1 này bằng 2 này chúng ta tìm ra được một cái c, rồi sau đó chúng ta sẽ đi tìm đi tính tổng này thôi. Đáp án tính. Rồi, câu 24. Chúng ta sẽ có được là đi lấy nguyên hàm của là f7. Thì là lấy nguyên hàm của là 2 chia cho là 2x trừ 1. Rồi, ở đây thì có xét dấu cho các em. Ở đây chúng ta sẽ có được là chúng ta xét dấu cái mẫu này ha. Đây là 1/2. Như vậy là trái trái phải cùng, cho đó là phía bên đây là trừ và phía bên đây là cộng. Để một hồi chúng ta sẽ biết là trên cái khoảng là từ trừ vô cùng cho đến là 1/2 thì thằng này nó sẽ mang dấu trừ, rồi từ đây đến đây nó sẽ mang dấu dấu cộng. Rồi đến đây chúng ta sẽ có được là một cái hàm số cho bởi hai biểu thức. Rồi đây chúng ta sẽ lấy thì đầu tiên thì sẽ xét trên cái khoảng từ trừ vô cùng cho đến là 1/2. Ở đây chúng ta sẽ lấy nguyên hàm số 2 này thì giữ nguyên. Ở đây nó có hệ số e, do đó nó sẽ trở thành là 1 chia cho 1 chia cho e. Rồi. Ở đây là chúng ta sẽ có được là log e3 trị tuyệt đối. Đây là công thức nguyên hàm của ta là log e3 trị tuyệt đối của là 2x trừ cho 1. Và lúc này trị tuyệt đối phá ra do nó mang dấu trừ, do đó là chúng ta phải có dấu trừ nữa. Do đó thì đổi lại thành là 1 trừ cho là 2x rồi cộng cho c1. Với ở đây lại đang xét ở trên cái khoảng từ là trừ vô cùng cho đến 1/2. Rồi, tương tự như vậy thì chúng ta xét ở trên cái khoảng là từ là 1/2 cho đến là cộng vô cùng, thì lúc đó chúng ta sẽ lấy nguyên hàm tương tự, nhưng mà lúc này trị tuyệt đối thì phá ra, do đó nó trở thành là nó là dương, do đó là chúng ta sẽ phá ra là 2x trừ cho 1 giữ nguyên cộng cho c2. Rồi, 2 chia cho 2 thì bằng 1 rồi, do đó chúng ta sẽ bằng lại được cái hàm số như thế này. Rồi, công việc của chúng ta bây giờ là tìm c1, tìm c2. Tìm C1 thì chúng ta sẽ dựa vào cái điều kiện là F0 bằng 1. Em thấy ở đây là người ta cho mình hai cái điều kiện đúng không? Điều kiện F0 rồi F của 1 nữa. Tại sao ta cho hai cái như thế này? Tại vì chúng ta có được là hàm cho bởi hai biểu thức. Như vậy hai cái C khác nhau, như vậy chúng ta cần hai cái điều kiện. Và các em thấy là nó sẽ rơi vào hai cái khoảng khoảng từ trừ vô cùng cho đến là 1/2 là số 0 này, và khoảng là từ 2 từ 1/2 cho đến cộng vô cùng đó là số 1 này. Rồi, với điều kiện f0 bằng 1 như vậy chúng ta sẽ có được là x này sẽ nhỏ hơn 1/2, do đó ta sẽ thế lên cái hàm phía bên trên. Như vậy lúc này không thì thế vào đây ta sẽ có được là log nêm p của 1 cộng cho c1 sẽ bằng 1. Rồi, từ đó chúng ta sẽ suy ra được c1 log nêm p của 1 thì bằng 0 rồi, do đó c1 bằng 1. Rồi, điều kiện thứ hai đó là chúng ta sẽ có được là f của 1
thì bằng 2. F01 thì bằng 2, do đó là 1 này lớn hơn 1 bằng 2, do đó thầy sẽ thế vào cái biểu thức bên dưới. Đấy, chúng ta sẽ có được là thế vào đây. Cũng ra được là F01 cộng với C2 và bằng 2. Này cũng bằng 0 rồi. Do đó chúng ta sẽ có được C2 sẽ bằng là 2. Đấy, từ đó chúng ta sẽ có được cái hàm số Fx hoàn chỉnh của chúng ta. Đó là nó sẽ bằng hàm cho bởi là hai biểu thức ha. Lớp này 3 của 1 trừ cho là 2x cộng chữ 1 với là trên cái khoảng là trừ trừ vô cùng cho đến 1 phần 2. Rồi, đây chúng ta sẽ ra được này với khoảng trên cái khoảng là từ 1 phần 2 cho đến là cộng vô cùng. Rồi, công việc của chúng ta là đi tính f của trừ 1 cộng với f của 3. F của trừ 1 là nhỏ hơn 1 phần 2, do đó đây sẽ thế lên trên này. Trừ 1 thế vào đây. Chúng ta sẽ có được là lớp này 3 của 3 cộng cho 1. F của 3 thế vào hàm dưới này, nó sẽ có được là đây là 6 trừ cho 1 còn lại là 5. Lớp này 3 của 5 cộng cho là 2. Rồi. Đến đây chúng ta sẽ có được gom, đến đây là chúng ta ra đáp án rồi nhưng mà so lại với các phương án đề cho thì nó chưa giống, cho nên chúng ta phải gom lại. Lớp này 3 của 3 cộng với lớp này 3 của 5. Này thì lúc này chúng ta sẽ có cộng thì chúng ta sẽ thành là loga của một tích, đúng không? Loga của một tích thì bằng tổng của các loga. Vậy chúng ta sẽ có được là log này 3 của 3 nhân với 5 sẽ bằng là 15. 1 cộng với 2 này bằng là 3. Rồi, như vậy chúng ta sẽ chọn được đáp án là đáp án C. Rồi, như vậy là thầy đã giải cho các em hết về cái phần là nguyên hàm. Cái phần nguyên hàm của chúng ta thì sẽ có những cái những cái phần quan trọng. Một đó là cái bảng nguyên hàm các em bắt buộc phải thuộc, và các em thấy là người ta sẽ cho các cái câu hỏi giống như thế này thì chúng ta sẽ chỉ việc là áp dụng bảng nguyên hàm vào là xong. Một cái dạng khó hơn đó là người ta sẽ cho mình tìm một nguyên hàm, tìm một nguyên hàm, đúng không nè, tìm một nguyên hàm giống như câu số 20 chúng ta mới giải nãy á. À, xin lỗi, không phải, giống như câu số 19 ta mới giải hồi nãy. Thì lúc này là chúng ta sẽ là phải tìm thêm một bước nữa, tức là vẫn đi tìm nguyên hàm thôi, nhưng mà tìm nguyên hàm xong rồi thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái điều kiện người ta cho, đó là F0 sẽ bằng với 3 phần 2 này, để chúng ta sẽ là tìm ra cái C, cụ thể cái C đó bằng bao nhiêu. Rồi, và một số cái dạng nâng cao, những câu như là 20, 21, 22, 23, 24 đó là những dạng nâng cao. Khi mà xuất hiện những câu này thì cái số điểm nó phải là trên 7 rồi, nó ở mức điểm trên 7 rồi. Rồi, còn cũng còn một cái dạng nữa, đó là nó giống với cái dạng câu số 19 thôi, nhưng mà thay vì đề kêu đi tìm là fx thì lúc đó người ta sẽ kêu f của 1 chẳng hạn. F của 1 thì cũng đơn giản thôi, sao giống hệt như câu này là mình đã tìm được fx rồi thì lấy 1 này chúng ta sẽ thế vào đó nữa là coi như xong. Nên là đó là tất cả những cái gì về nguyên hàm mà các em cần là nắm vững, cần ôn lại trước khi chúng ta sẽ là vào học. Và phần nguyên hàm này thì thầy cũng nói thêm luôn, đó là chúng ta sẽ cũng có thể sử dụng và máy tính cầm tay để chúng ta sẽ giải quyết. Mà thầy nhắc lại ha, đó là máy tính cầm tay thì chỉ là một cái công cụ hỗ trợ thôi, không phải bất cứ câu nào thì cũng giải được hết. Và thường nhất là trong đề thì những câu ở mức điểm là dưới 5 thì chúng ta có thể là sử dụng được máy tính ra được kết quả luôn. Nhưng mà còn mức điểm mà từ trên 5 thì lúc đó là chúng ta bắt buộc là phải sử dụng đến cái kiến thức của mình, cái những cái mà chúng ta phải hiểu rồi nắm vững thì chúng ta mới có thể là giải được ha. Đấy, ở nguyên hàm này thì nhắc lại luôn, chắc là các em biết hết rồi nhưng mà thầy cũng nhắc lại, đó là để đi tìm được nguyên hàm thì chúng ta sử dụng cái định nghĩa cơ bản nhất của nguyên hàm thôi. Định nghĩa đó là khi thầy có được là nguyên hàm của fx, nguyên hàm của fx ra được là f lớn x thì lúc đó thầy sẽ có được là đạo hàm của f lớn thì nó bắt buộc phải ra được là f nhỏ, đúng không nào? Như vậy thì lúc đó chúng ta chỉ việc thử đáp án theo cái việc là thử giống như vậy thôi, tức là thầy sẽ lấy đạo hàm của các cái đáp án này, thằng nào ra được thằng phía trên này thì lúc đó là nó sẽ là cái chúng ta cần, đúng không?
Ví dụ như là chúng ta sẽ có được ở đây nè. Đây là 4x cộng cho 6, nó không giống như kia. Đây là đáp án chúng ta thì nó ra được là 2x cộng cho 6. Nhưng mà ở đây là một cái bài đơn giản thì chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy được luôn. Còn nếu không thì chúng ta sẽ bấm máy, những bài nào chúng ta lấy đạo hàm nó hơi phức tạp một xíu á, chúng ta sẽ bấm máy. Bấm máy thì máy tính nó có công cụ để giúp chúng ta tính ở đạo hàm tại một điểm. Đó là chúng ta sẽ sử dụng là cái d chia dx đúng không nào? Chúng ta sẽ lấy d chia dx của từng cái đáp án này. Rồi sau đó mới trừ cho cái đề bài này. Rồi con đại cho một cái giá trị nào đó. Ví dụ như con cho 1,2, 1,3, 1,4 gì đó, và nó phải luôn luôn ra được bằng 0 thì nó là chính xác đúng không nào? Giờ chúng ta sẽ cùng làm thử nha. Ở đây thì sẽ sử dụng là à, chúng ta sẽ bấm là d chia dx của x bình cộng cho 6x ship còn lăn quăng đúng không? Rồi nó sẽ có được là x bình phương cộng cho 6 x. Ở đây chúng ta sẽ lấy x bằng x luôn để một hồi mình sẽ con sao. Rồi chúng ta đem trừ cho cái đề bài, trừ và nhớ mở ngoặc ra nha, trừ cho nguyên cái đề bài là 2x cộng cho 6 ở phía trên nè, 2x cộng 6, đây là 2x cộng cho 6, thấy chưa? Rồi chúng ta con cho một cái giá trị bất kỳ, ở đây thì con cho 1,2 đi, được không? Con cho 1,2 rồi bằng thì nó phải bằng 0, thấy chưa? Giờ thầy có thể kiểm tra, nếu mà để kỹ nữa thầy kiểm tra thêm nữa, con cho 1,3 nữa, 1,3 ha, 1,3 nữa, rồi. Nó cũng ra bằng 0 luôn, được chưa nào? Rồi bất cứ câu nào về nguyên hàm, nếu người ta hỏi mình cái nguyên hàm của hàm đó là cái gì thì chúng ta có thể thử giống như vậy. Như vậy thì còn cái câu giống như là câu 19 hồi nãy chúng ta bấm được không? Bấm được nè, vẫn bấm được đúng không? Thì trước tiên chúng ta sẽ là ở đây có thể là nếu mà chúng ta chỉ bấm giống như nãy thôi thì có thể ra được là hai hoặc là ba phương án giống như vậy. Tại vì người ta sẽ lấy cái thằng ở phía trước giống nhau. Ví dụ như này chúng ta lấy là MOX cộng cho X bình, ở đây cũng là MOX cộng cho X bình. Như vậy thì lúc đó lấy đạo hàm ở hai thằng phía sau thì luôn luôn bằng không rồi, đúng không? Như vậy thì chắc chắn nó cũng ra được cái câu ở phía trên của chúng ta. Nhưng mà lúc này chúng ta sẽ thử thêm một cái điều kiện nữa, đó là chúng ta sẽ nhập hai cái này vô, chúng ta nhập một thằng nào kiểm tra từng hạng một, nhập này vô rồi con cho không, lấy không thế vào nó có ra được 3/2 hay là không, đây ra được 3/2 đúng không, thì nó chính là đáp án của chúng ta. Còn thằng ở dưới này chúng ta sẽ lấy không, chúng ta thế vào đây thì lúc đó chúng ta sẽ thấy được ra được là 5/2, nó không rõ được điều kiện này, được chưa nào? Như vậy thì đó chúng ta cũng giải quyết được bằng máy tính luôn. Còn nếu ở đây mà người ta sẽ là hỏi là f của một thì chúng ta cũng làm giống như nãy giờ, hoặc là nếu không chúng ta bấm máy, chúng ta sẽ lợi dụng vào tích phân, chúng ta sẽ có được là tích phân chạy từ 0 cho đến 1. Nếu đây là hỏi f1 ha, tích phân chạy từ 0 cho đến 1 thì nó sẽ bằng với tích phân chạy từ 0 đến 1 con này thì sẽ bằng là f1 trừ cho f0, từ đó chúng ta sẽ suy ra được là f1 chuyển qua là xong. Vậy nè. Những câu dưới này thì chúng ta sẽ phải sử dụng kiến thức rồi ha, tại vì mức điểm của nó là mức điểm cao rồi, mức điểm trên trên 7 nè, từ 7 trở lên thì chắc chắn là chúng ta phải là giải bằng là tự luận, chúng ta giải bằng kiến thức của mình. Như vậy chúng ta đã xong được cái phần nguyên hàm, các em cố gắng ôn tập phần nguyên hàm ha, và thầy sẽ làm tiếp cho các em về video về phần là tích phân. Chào các em.